Rồi Thiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Rồi. Cô chú anh chị ơi. Em đi dọn nha. Trời lúc anh đi toilet kia nha. Này là chuẩn bị mưa rồi. Gì em? Anh Nam tranh thủ luôn lao trước luôn cho. Về cúng 16. Sao rồi anh Nam mới đặt cúng 16 nữa. Nghe anh chị đều về cúng 16 kia. Anh Nam cũng bắt trước về cúng 16. Hôm nay sao mà quá trời ba cái nước nôi à. Ừ, vô lao mộ về sớm đi con chị ơi. Nói sớm thì đời giờ mới ra cửa rồi. Thông báo là hôm nay chị ấy xin số 00 nha. Có chừng gắn mối á. Phải. Có chừng gắn mối á. Đu nó xanh xanh xám xám giống ngậm gắn bữa. Ôi đi nè. Bò rồi, bò ra bài bữa nay. Phải nó lộn lộn đây nè. Tuyệt vời luôn. Ai nay có cây mới rồi kìa. Hả? Đây nè, nếu mà dưỡng được tới năm sau là ngon lắm. Hả? Lâu rồi hả? Nó ra lá, mới ra lá. Mới ra lá thôi chưa. Tại vì mai á. Hay vậy? Khó dưỡng á. Mình không biết cách tình pháp đó. Nhưng mà mình thấy anh chăm sóc mai hay không? Im không? Anh chăm sóc là quá ok luôn rồi đó. Rồi, mời quý cô chú anh chị. Đây. Rồi. Đây. Rồi. Rồi, đứt tay. Nói mà. Nói bởi luôn. Trả chị 500 ngàn. Ngày mốt nha. Ủa, ngoài này. Chị nói mốt mắm. Đó thôi chứ chưa có đau gì hết. Đau gì hết. Đau gì hết. Cũng chạy sao nữa là mấy ngày cũng lầm rồi. Tèo ra ổn tí đâu. Đó, mới nói với tèo. Tèo nó là tèo. Ủa nha chị. Ủa mình mốt ngay. Nói gì nói chứ. Đi một cơn tèo rồi. Tí tèo. Ta cần đụng tên mà sao nó đụng ba. 16 Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú quý chị đang xem trên kênh 16 Bình Dương nha. Ngọc với mợ chào cô chú anh chị nha. Xin chào quý ông bà cô chú đang xem kênh của Thiện Tiên và kênh của mấy anh đây nha. Ủa đây có trời mưa hay gì vậy? Nước sao rồi? Không, rửa qua thôi. Áo vàng xin chào. Hôm qua anh đi đâu áo vàng không thấy anh lao bộ. Dạ. Lo việc riêng, anh đi lo việc riêng ha. Cũng là một tấm. Giờ mà cô chú mà thấy buổi chiều mà có đâu đó, bữa nay anh xuất hiện, có mai cũng có. Đang nói chuyện tốt rồi đang phốt ta. Có ý là cô chú được thi chứ, không biết có vàng đâu mà buổi chiều cũng thấy con, có chưa mà thấy được. Tại vì anh có vàng cô chú ơi. Khi nào bị dục ra. Nó. Hả? Ông mua cơm đường nha. Trời ơi được rồi, anh ăn gì kinh ăn cũng được mà. Rồi dưới anh là anh hợp với anh Ngọc hợp. Thôi em chủ yếu là cúng chú đi. Cúng chú là cúng chú rồi, đừng quan tâm mọi người em ơi. Sáng là chị cho anh ăn nè. Rồi biết đặng rồi. Rồi đặng đi nha. Cứ cúng chú đi, chủ yếu là chú thôi. Em cứ cúng mắm đi. Còn mọi chuyện để anh lo. Tại vì khác thì cái cúng mắm đi cưng.
cái đích. Ờ, cái đích rõ ràng tự nhiên là cái đích. Anh nói cái đích của mai. Cái đích của mai cũng biết được nó đích em thôi. Mai có anh nói vàng lao bộ mua quá anh. Anh lao bộ anh đến đến mở cho cho anh. Vậy em nói vấn đề nhà quan có quá. Tại tao nói hôm nay. Cái bữa trước cũng không có đâu, có tiền. Không có, rồi đó. Bữa trước là anh đi xem phim. Có, anh nói gì có. Cái bữa sau cái anh đi xem phim nữa. Thì ai ở đây là bộ, là lo cho chú. Nói gì đâu đây, em còn mình đi xem phim là mình ủng hộ, chuyện không? Em mới nói anh có bị, chứ em có nói gì đâu. Nói hoài. Wow. Ý là muốn phó người ta. Có đâu nghe cái ý nói là anh có việc làm cô chú thấy chưa lao kỹ với trời lao là hành tâm nha, cầu quẹt cầu quẹt cầu quẹt ý nói em là hành tâm hả? Ừ. Đi vẻ ghê không đọc vui. Đây đây đây, nhà hết đây. Nhà đâu này? Dạ chào Ngọc, chào Phú. Chú đáo là. Dạ chào anh Phong. Làm gì làm là kêu là cái nhiệm vụ anh Ngọc nghe chỗ này là không có ai mà tới lui. Ê Phú ơi. Dạ em chào chị Bình Dương Tiên. Chào 15 mét. Ông quà tặng chị nha. Chào Sao Phát. Không thấy mất nha. Có quà lấy gì em? Rồi rồi rồi. Phú chào đây qua rồi lại hồi chú đuổi ngoài cái nào cũng giống nhau hết vậy lấy cái nào lấy đi chào anh Minh lấy đi cái nào chú này nè chú bảy nè anh thứ bảy thứ bảy nào thứ bảy này nè chú kia thứ bảy đổ đường nào rồi bạn cho chị Tiên một cây đó. Nói chung là mọi người cũng tặng hết rồi bạn chị Tiên mà không giờ hết hành của chú Tý rồi và còn của anh Miêu tặng cho Tiên cái nữa. Hôm bữa mà anh Minh mua chậm tay là được quà tặng rồi, tại anh mua gấp quá, hai cái luôn. Con neo rồi đây giữ dùm cho. Thôi để trai được tao ngày mai mua. Đây cũng quay dùm neo rồi, khi đây nóng thì hỏi tắt máy rồi sao. Anh neo đâu mà thiệt. Đúng không? Rồi lỡ ghi anh đi hỏi anh tắt máy nóng. Bây giờ anh làm YouTube đây em, tặng cho anh chay. Anh neo rồi cũng phải đợi anh neo tới một. Rồi mới làm luôn đi. Bây giờ là em chỉ tặng cho chẳng luôn bây giờ YouTube thôi. Bây giờ ở đây còn anh Phương chứ ai chưa làm YouTube thôi chứ còn nhiêu là bây giờ không còn ai mà dây chip nó to YouTube không luôn á, đúng không? Bởi vì anh Ngọc cũng đâu có quà tặng là anh hiểu rồi đó. Bây giờ toàn là YouTube không quý như vậy, còn anh Phương nè, anh Phương là anh làm nữa là được luôn. Là làm đúng rồi ha, em đặt từ Trung Quốc về cho anh luôn chứ không phải Việt Nam. Việt Nam không có đâu, đây là tự mua được người lao chỗ rồi hết luôn rồi. Chú này là đặt từ Trung Quốc nha bà con, ở Việt Nam mà không có nha. Trời tặng cho cây dù làm như thế vậy. Không tặng dù không mà làm cái gì vậy? Không tặng dù thì mới làm cái ghê nè. Thì anh không làm YouTube sao tặng dù cho anh được? Phải làm YouTube đi. Tặng dù đang đi. Ủa cái dù đi mưa đang che lại. Che cho máy á con. Của cô đó đó. Ủa mà chú uống xong chưa anh để xuống rồi. Phải không? Sao anh biết chú uống xong rồi? Rồi. Một càng rồi.
Cái dù của anh Thông là cái dù rằn ri đúng không anh Thông? Đúng rồi. Cái này là sức khỏe là động viên. Còn hai chồng em là hai cái dù bao mát. Thì tôi nghĩ rằng sẽ được công việc, có tấm lòng, có lòng thành, có niềm tin. Màu tím thì không. Thì mình nghĩ rằng sẽ thể hiện được cái gì? Cái chữ rời nó rõ cho ta, rằn ri luôn. Rằn ri. Màu tím thịt hồng. Còn anh Ngọc nó vô màu gì? Đó, vô màu đen. Màu đen hả? Đen hay màu xanh ta? Màu đen. Đen, 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 đen xanh đó. Cũng chiều nay quý cô chú anh chị anh em mình thì làm công tác ha. Thì rất là đông luôn. Nay thì 2 4 khỏi nào đẹp lâu thì nhé. Chín mười người quý cô chú. Có cái miệng dính rồi kìa. Cái miệng dính kìa thiệt mà. Một cành hoa mai nở. Quá trời. Một cành hoa mai nở. Hoa mai đâu có nở đâu anh, thì khác vậy là bay rồi đó. Thì đó nở quá trời đằng sau kìa. Mai với đậu. Trời ơi, hai ông bà cái tiếng lôi vừa đứa ớn không? Ờ, hai cái luôn cho anh chụp. Rồi, vậy đi. Anh muốn chụp rồi lấy hình em làm thumbnail đó. Thôi quên. Chứ đâu phải anh chụp tự nhiên. Anh ha. Anh không biết đi gì hết à. Anh không nè. Ở chiều đây mình nghe cái tiếng xè xè gì mà kẹt. Ừ, đúng rồi. Đâu cũng nghe rồi đó. Lộc lộc đó. Không phải đâu. Đúng rồi đó. Cái ly dập vô cái giọt nước không phun. Mình có thể nào mình giảm được tiếng ồn đó không anh? Cái máy nó quay nước rồi. Thôi, đã tới nè, tại vì thôi. Đây 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 đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Em thấy anh cứng với nó đứng nào. Chọc vào trong năm nay hương mong ếch trái vào lấy nhai kìa ếch trái. Mình đang kể lịch sử hào hùng cho bà con cô bác. Cô chú anh chị bây giờ là mấy anh em mà cùng nhau luân phiên thắp hương cho chú Vũ Linh ha, cuối ngày của chú anh chị chưa lên chào đúng không? Em nghĩ tối nay nó vô đúng không? Ơi, hình như cái cây này là nó chết luôn rồi nè. Chết chết lâu rồi. 2 giờ chiều mình ra ngoài đây đi xe tối mình dinh vô. Dinh cũng đâu dinh nổi. Giờ mình xay lại đi cho nó ăn cho nó giáp luôn. Thôi, 2 giờ mình xay ra ngoài cho nó ăn cho nó giáp đi cho nó đều ăn. Thôi, ra. Nói chung là hu này cũng mấy ngày nay cũng có ăn rồi chứ phải là nó không ăn nè. Thì mấy bữa trước là nó ăn rồi. Ừ, nhưng mà hôm qua là ăn vậy nặng nhất. Em nghĩ là nó ăn vậy thì mình có nên lấy ra không? Thôi giờ anh điện thoại cho chị Hồng Ngọc đặt thêm mớ đi để mình bổ sung thêm.
Ở đền nghỉ nè. Ngập. Đó, hai là bên nói chung là bây giờ điểm rồi tới đây cái video của Huyền Tiên buổi chiều ở mộ của chú Chị Linh kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành của chú anh chị nha. Và cô chú nhớ ủng hộ kênh của Huyền Tiên nha cô chú anh chị.